Dạ vâng, hello, em chào toàn thể anh chị em bà con cô bác nha. Em Nguyễn Thịnh Bến Tre gửi lời chào đến bà con nha. Lời nói đầu tiên nè, chúc anh em mình nhận nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Thì trước mắt anh em mình là em xe Mitsubishi Atara đời 2020, đời cao cấp nhất của dòng Mitsubishi. Và là xe này được mệnh danh là xe siêu tiết kiệm xăng nhất ở trong cái làng phân khúc xe sedan hạng B. Động cơ này tiêu hao nhiên liệu một máy con chấm 2 thôi, tiêu hao nhiên liệu 100 cây anh em biết không, thì có 4,5 lít nha. Tiết kiệm hơn i10, tiết kiệm hơn Morning luôn, cho nên thích hợp cho anh em mình mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình nha. Và xe này là xe gia đình không có taxi nha anh chị nha, bao với anh chị luôn. Phong dáng rất là đẹp và đã được chủ nhân lên full đồ chơi anh chị nha, bao gồm là hả dàn đèn nè, màn hình các kiểu nè đó, rồi nó lên một số đồ chơi giống như mấy cái tem bọng nè, đèn bi dưới rồi nè, nhìn đẹp lắm anh em nha. Xe này thì khỏi phải chê rồi, máy gầm số ngon, bị số dễ thương nữa đó, nhất là nhất tài không chấm, cái là thêm cái nữa là phát lọc đó, anh em mua về làm ăn là phát tài phát lọc nha. Đó, cụm đèn chỗ đèn rất là đẹp, form dáng rất ư là ok, anh em mua về đi ngay, giá thành thì nó cũng cực kỳ rẻ và hợp lý luôn. Xe mới 4-500 nhưng mà xe này để cho anh em mình chỉ có nhiêu đâu, 285 cành là anh em đã có rồi. 285 này em có thể là em có bớt tiền cho anh em mình thêm nè, em có cho anh em mình nợ lại vài chục triệu nè, em có đổi xe với anh em mình nè, và sau bán hàng em có bảo hành cho anh em mình nè, và anh em mình có thể kẹt tiền, có thể quay lại cầm cho em vẫn cầm cho anh em mình luôn nè, không cần phải bán nè, hoặc anh em bán luôn cũng được, hoặc là anh em mình đổi xe luôn vẫn được anh chị nha. Đó, anh em mình thích thì cứ qua xem tham khảo, lái thử, chạy thử với em Thịnh nha. Đó, xe này rất là tiết kiệm xăng, chạy rất ư lệ máy nè anh chị ha. Động cơ máy nè, ngoài đô thị nè, chạy có 4,4 lít à. Đó, bình nó thì nó khoảng 5 lít. Nhưng mà bữa hổm nhân viên em chạy về từ Đồng Nai về, nghe nói nhân viên đổ như 200 ngàn mà chạy về xăng còn quá trời dư luôn á. Dàn túp lô, túp ly rất là đẹp anh chị nha. Anh chị nhìn đi, tem bọng keo chỉnh đó nè. Các xe đẹp miên man, đẹp lòng thòng, đẹp lộng lẫy luôn anh chị. Đăng kiểm cũng dài ha. Xe bước vô thông phức anh chị, tại xe này có dễ cái miếng để cái miếng thơm á, xe thơm lắm. Nói chung thì xe này là khỏi phải chê, đời cao hay không anh em biết rồi đó, mâm lớp vỏ nè, có cái sao nó đi logo Kia nè, không biết sao. Dàn vỏ cũng rất là ngon, dàn lòng xe zin hết cả xe anh chị nha. Đây nè, gồng vẽ em nhìn là zin hết này. Đó. Chắc xe đẹp vô cùng. Bon điện nè. Tem bọng nhãn mát bon điện nè, sùng trong sùng ngoài đầy đủ nè chị ha, túp lô túp ly kính bấm nè, ngon lành chưa, ốc tán đó nè anh chị không, ok chưa anh chị. Đó, vô lăng xe được trang bị là túi khí nè, phanh là phanh ABS nè, xe được trang bị có một túi à, hai túi anh chị ha, túi bên đây nữa, hai túi khí ABS, màn hình Android, số sàn của số còn thể hiện gõ băng luôn mới tin nè. Túp lô túp ly nó quá đã rồi, trần thì đã được bọc 5D mới, xe chạy ô đô 81 ngàn. Đó, dàn ghế cũng đã đẹp anh chị ha. Đó, anh vô xem nổ máy cho anh em mình nghe phần về tiếng máy nha, tem bọng ở dưới đây còn nguyên luôn nè, quá đã luôn anh em nha. Xe chạy mới 81 ngàn cây à, xe hiện tại không báo lỗi luôn, cảm biến gia đầy đủ nè anh chị nha. Đó, xe này đời 2020 Atara máy 1.2 để anh em mình là 285, còn giảm còn bớt nha. Đó, có cho nợ, có bán thiếu luôn, có đổi xe luôn, anh em qua xem thoải mái lái thử vô tư. Xe này nói chung thì hay em nhận biết thì còn khá là đẹp anh chị nha. Để em mở cái dàn đèn cho anh em mình xem, rất là đẹp ha. Bây giờ cái cốp luôn. Đó, phơm dán đẹp không? Đèn đá, nó chạy chớp nha, đẹp lắm anh em nha. Đèn này nữa nè. Đó, bon điện à, bán số sao rin hết, ốc cabo sao chưa có dấu mở luôn. Đây. Đó. Quá đã. Rin hết anh chị nha. Đó, quá đã luôn. Đã dán cách âm ba em gì đó ha. Rồi phụ tùng con đội bánh mâm xe cua, mâm rin theo xe giỏi còn gì cui luôn. Nói chung là xe này còn khá là chất lượng anh chị nhìn nè. Nói chung xe đời cao mà 285 mà còn giảm còn bớt nữa, anh em cứ hãy qua tham khảo lái thử, chạy thử vô tư ha. Đó, 2 tháng trước là 2 tháng đẻ, 2 tháng sau là 2 tháng đùm. Đó, lòng về máy về riêng hết nè. Gầm 10 điểm luôn. Gầm xe 10 điểm luôn. Coi xe đó là gì anh trai? Dạ, để hình như mở lốc rồi hay gì, để mở lốc luôn cho. Coi đại đi nha anh. Đó, tích hợp xi nhan gương luôn nè anh chị ha. Đèn led, đèn chỉ led, đèn đỏ nè, đẹp không? Đẹp không anh em? Đẹp không? Cabo này là em mới mở ra nha, chứ không phải là xe bị hở nha. Em mới mở á. Cương. Ốc cabo trước, cabo sau là chưa mở luôn nha anh em nha. Keo chỉ, sùng chỉ 100% anh em nha. Đó, nỉ cách nhiệt nè, cũng đầy đủ hết anh chị không? Đó, nói chung là xe này nguyên bản, nguyên rin, xe không lỗi nhỏ. Máy gầm ngon, ốc tán sáng ở giới nè, mặt máy còn riêng luôn nè anh chị ha. Nặng quá nè, mở không nổi. Mà chắc khó mở nè, mà nặng quá. Ôi. Xe chạy 8 mấy ngàn khó mà mở anh chị, xe đi 150 ngàn chưa thấy gì mà.
anh em nhìn là rin hết nè anh chị ha, bon điện kia kỹ rin hết nè, thắng ABS nè, sùng chỉ trong sùng chỉ ngoài rồi rin hết anh chị nha, nỉ chất nhiệt còn rin luôn đầy đủ nè. Nói chung là xe mới thì nó phải mới rồi, nó quá mới luôn chứ. Anh em nhìn ốc tán màu mè nữa nè ha, bon điện bên hông nữa nè, dàn đèn đi dàn đèn led cho nên dây điện nó hơi nhiều chút xíu, đi dàn đèn chỉ led anh chị ha, rất là đẹp nha. Đó, anh em thích thì lên xem ha. Bon điện rin hết, xe không cấn đụng, không đâm hoa, không ngập nước anh chị nha. Máy rin, số rin, hộp số rin gòn đỏ nè anh chị không? Đây gòn đỏ là hộp số rin đó nè, gòn đỏ này anh em không? Này em lấy nét cho anh em mình xem nè. Đó, thấy không? Đó. Quá ok luôn. Cái ốc này hơi lỏng mà tí xíu cho siết lại anh em nè, nó hơi bị lỏng cái này ha, tí xíu siết lại cho nên đề cái máy nó hơi rung chỗ này ha, chứ cái máy không có rung nha anh em, cái máy không có rung nha. Để nhiều khi anh em mình không biết nó cái xe bị máy bị rung nha. Giờ bị lỏng ốc mà tí xíu siết lại. Đó, mình có sao nói vậy thôi. Xe này thì khỏi phải chê. Anh em quan tâm liên hệ cho em qua số là 0866 6789 71 hoặc là 0834 33 3371 nha. Có xem là sẽ có bớt và có chạy thử là sẽ có bớt anh chị nha. Đó, địa chỉ anh em cứ gọi lên Google Thịnh Bến Tre đi, theo vị trí là tới. Anh em nào chưa đăng ký kênh hay là fanpage hay là YouTube qua kênh là Thịnh Ô tô cổ Bến Tre thì nên đăng ký để xem được nhiều clip và chi tiết hơn từng xe nha. Rồi anh em mình có nhu cầu mà bán xe hay là giới thiệu xe lấy hoa hồng, anh em liên hệ cho em qua số là 0564 717171 để gặp em Thịnh nha. Rồi cảm ơn, chúc em mình buổi chiều vui vẻ ạ.